nói với mày bao nhiêu lần rồi? Thế cái gì? Anh nói với mày bao nhiêu lần rồi? Lần này chưa đi? Dạ, em chưa rồi ạ. Tiền ra anh thôi, em đi về đây. Má rồi. Anh chủ quán nhớ đấy, lúc nào mình sẽ báo thù. Ngon quá. Các em có thấy bạn nhỏ lúc này láo không? Nếu mà thấy láo cho anh Tiếp Bi một like cũng như một đăng ký kênh nhá.